Hello, xin chào các em, chào mừng các em đến với channel của mình. Mình là Tuấn Khang. Tiếp tục cái bộ môn Sitco đó mấy anh em. Bộ môn này ở Việt Nam chúng ta thường gọi đó là bộ môn tài xỉu nha mấy anh em. Tài xỉu nha. Và kỳ này mình sẽ chơi trên sàn 3D, người sóc đàng hoàng luôn nha. Ok, mình đợi thôi, đợi đợi cầu nó ra rồi bắt đầu vào hen. Từ lấy giấy cái này nè. À quên nói mấy anh em ha, cái này á, mình phân biệt với nhau không phải như bên kia là tài hay xỉu nha, cái này á, là mình sẽ phân biệt là lớn và nhỏ nha mấy anh em nha, do chính cái bản dịch của từ game từ nước ngoài này dịch về á, tài lớn nhỏ là xanh, xỉu là nhỏ nha, nhưng mà mình sẽ gọi đơn giản gọn màu vậy, xanh đỏ, ok chưa mấy anh em? Ok, cái này ra xanh nha. Ok. Rồi có vẻ là đặt không kịp rồi, có vẻ là vào không kịp rồi mấy anh em. Ok, không sao nha. Không sao. Đến sau mình sẽ gỡ bù cho nó mấy anh em ơi. Tại vì cái là cầu mình đang đọc đó, là cầu 2 3 3 1. Đây là cầu rất là đơn giản, cầu rất là cơ bản cho mấy anh em mình chơi ha. Cầu này nó sẽ ra theo dãy là gì? Xanh đỏ. Nhưng đây là cầu 2 1. Sau đó nó sẽ ra lại cho mình là đỏ xanh với tỷ lệ ra được là tầm 60-70% nha mấy anh em. Ok, nó ra xanh luôn. Rồi là đúng như kế hoạch nhưng mà mình đầy hụt rồi mấy anh em, nó lại luôn. Chứ không lẽ hút được cái đó rồi. Su cà na nha. Ok, không sao nha. Rồi anh em mình nhớ nha, mình lấy có được lấy giấy bút ghi ra giùm mình nha. Cầu 2, 3, 3, 1. Viên cuối là xanh. Thì nó sẽ ra theo chuỗi là gì? Xanh đỏ cầu 21, tiếp tục nữa nó ra là đỏ và xanh nha. Mình sẽ phân tích từng dãy cầu cho mấy anh em để bên em mình chơi cho nó dễ nha. Rồi mình vừa vào 6.000 cái đỏ nha, thì gỡ mấy anh em thì rồi đặt cục cây thế không biết. Rồi đây gì đây, mình thấy có vẻ là hớp rồi đấy, cái đấy có vẻ là hớp rồi đấy. À đừng quên đó mấy anh em nha, là riêng cái bộ môn này mấy anh em chơi nhớ mình chia nhỏ vốn với giùm mình nha, không có all in nha, vì nó cũng giống như mấy anh em mình chơi tài xỉu thôi, chúng ta phải chia ra nhiều dãy ra chân và bộ môn nào cũng vậy nha, chứ không phải là mình quất all in một phát ngọt, chúng ta không có được nổi cái đó đâu. Ok nha. Lúc gỡ lại cây nãy nè con bé. Ok, mình thấy có lẽ nó đi theo cái chiến thuật cầu mà lúc đầu mình vừa nói á, bây giờ mình ghi lại dãy cầu lần nữa cho anh em xem nè. 3 3 2 1. Anh em thấy không? Đây là cầu 2 1 giống như mình dự đoán ha. Tiếp theo á, nó sẽ ra là đỏ. Sau đó là xanh. Tạm thời bây giờ ra đỏ trước cái nè, mình vô đỏ trước đi. Tiếp tục vào đỏ nha, 3.000 nha. Vô đúng nhau một nữa nha. Đó, rồi. Rồi đây. Và mấy anh em chơi bộ môn như thế này á, thì mấy anh em nhớ giùm mình nha, là cầu công thức nó có rất nhiều. Ví dụ anh em chơi sàn 2D, nó có dạng phân tích cầu hay sàn 2D, là cái sàn mà chỉ có hai bên tài xỉu, mình thường làm cho mấy anh em xem là tài xỉu MD5 á. Rồi mấy anh em mà chơi cái sàn 3D như thế này, người sóc thì nó sẽ có công thức khác để chúng ta phân tích, nó không giống nhau mấy anh em, để tránh trường hợp mấy anh em nhầm lẫn như một trong hai, dễ dẫn tới tình trạng là bị cháy tài khoản hay bị gãy trong lúc thì vào cầu á, thì anh em nhớ cho mình cầu 2D, tài xỉu 2D, tài xỉu MD5 thì phân tích khác, tài xỉu này à, nha. Ok, hút 3.000 anh em ơi. Rồi chỉ nghe là xanh thôi, có vẻ là khá đi đúng như dự đoán của anh em mình lúc đầu, cầu 21 tiếp theo tiếp tục là sổ 21 tiếp. Mấy anh em nhớ nha, chơi các bộ môn như thế này mình phải nên giới hạn số lượng chơi hàng ngày để tránh trường hợp anh em mình chơi theo cầu nó bị sấy rồi cầu quá, lúc đó rồi khi bị gãy rồi sẽ nhiễm đâu là ok tôi sẽ cố gắng tôi phân tích lại nữa tôi gỡ, lúc đó cái đầu nó không có đủ lạnh để gỡ đâu mấy anh em, thật cái đó cái đầu không thể nào mà đủ lạnh để gỡ đâu nha nha.
Riêng sàn 2D á, thì khi mà nó sổ bão, ví dụ như là bão 1, bão 2, bão 3 thì chúng ta không có sao hết, nó vẫn là lặn tài xỉu thôi. Nhưng riêng sàn 3D á, thì khi mà bão 1, bão 2, bão 3, bão 6 tới bão 6 luôn thì mấy anh em được xem đến đó là gãy nha. Nếu anh em không vào bão nha, nếu anh em không vào bão thì nó ra bão anh em mặc định là chơi là gãy nha. Nên chúng ta phải có phân tích cầu, phân tích phân cầu khác nhau để tránh trường hợp là lỡ nó sẽ ra bão mình phải nhớ phân tích nó khác. Vậy mấy anh em nha, cái này quan trọng lắm nha mấy anh em nha. Rồi có bạn hút rồi đó, hút 3.000 nè. Ok, mình cũng đã chơi được 4 cây rồi, mình cũng đã hút 4 tay liên tục về cây đầu đó, hút được em mấy anh em mà tại vô vào không kịp nha. Ok, 6 9 12 vô 12 là hút 12.000 đơn giản nha. 4 trên 4 nha, 4 trên 4 nha anh em, 3 trên 4 nha. Rồi ok, mình là Tuấn Khang. Nếu nào cảm thấy thích các dạng video như thế này, anh em nhớ comment phía dưới, mình sẽ làm nhiều video khác. Ví dụ như là mình có tài xỉu 3D, gọi là Sico, tài xỉu 2D, tài xỉu MD5, Baccarat, sóc đĩa 2D luôn, sóc đĩa siêu tốc luôn. Mình em nhu cầu cứ comment bên dưới cho mình nha. Và mình là Tuấn Khang, xin một lần nữa xin chào tạm biệt các anh em nha.